Vâng, em xin chào các bác nhé. Đấy, lại đến cái chuyên mục mà loa loa rời, loa nẻ cho các bác, là ai chỉ cần loa nhưng không cần cả bộ dàn. Đấy thì cái việc nó loa nẻ này nó về thì chuyện rất là bình thường đấy, bởi vì là cái hàng bãi hàng cũ thì có những cái mà từ bên kia nó về là cái cục nó hỏng, người ta bỏ đi luôn rồi. Còn cái đôi loa đẹp người ta giữ lại, người ta gom cho em. Đấy thì đương nhiên là trong cái lô hàng của em về nó sẽ có những cái bộ dàn nó về cả bộ, sẽ có những cái nó về chỉ có cục máy, có những cái nó về nó chỉ có loa đấy. Nên là có những cái gì nó chỉ có loa thì em sẽ bán loa đấy, cái gì chỉ có cục chỉ bán cục đấy, còn đâu là cả bộ em sẽ bán cả bộ nhá. Đấy thì đây là phục vụ những bác đang hỏi những cái cặp loa đến đông này, hàng đẹp nhá. Đấy thì đây là một đôi đến đông MA3 hàng đẹp, nó như các bác thấy này, cây càng còn đẹp, mặt mũi loa còn đẹp đấy. Các cái tuyến loa cũng còn ok đẹp đấy. Đấy. Còn tất nhiên đây là hàng bãi hàng cũ thì kiểu gì kiểu nó cũng sẽ có một tí xíu vết nọ bên kia, một xíu xíu nhá, nó không tránh được đúng không? Đấy. Nhưng mà con này thì nó thuộc dạng đẹp xuất sắc luôn rồi, có một tí vẫn có hơi một có tí tì vết này. Ví dụ ở đây một tí xíu này đấy. Đấy. Sẽ có một tí tì vết một xíu xíu thôi, nhưng mà có thể bỏ qua được những cái tì vết đó, bởi vì là đây mình nhìn cả tổng thể của một đôi loa nó như thế này mà đấy. Tổng thể của đôi loa nhìn này đẹp này còn gì nữa, thế còn muốn như nào nữa đúng không ạ? Đấy. Hàng này có thể nói là đẹp như là mới luôn, cũng không phải là ngoa đấy. Đấy, từ các cái nón loa, nón tép nó hay bị bẹp nhất thì nó cũng không bị bẹp, không phải bị bẹp luôn đấy. Đấy, loa bát màng vàng gân cao su nhé, bát màng carbon vàng gân cao su. Đấy, các bạn nhìn này, chất lượng như ạ, loa một nét một rai rõ ràng luôn nhé, này một nét một rai đấy, một nét một rai nhé. Đây đằng sau đây ghi một n một r này, r này rõ ràng luôn này. Đấy nhé, thì loa này có công suất là đi 50W một loa, chở kháng 6 ôm nhé. Thì tổng công suất của cả một đôi này là 100W đấy. Về kích thước nhá, thì đôi loa này nó có cái kích thước chiều ngang của nó là đi đây 16 cm này. Chiều sâu của loa là đi 23 này, và chiều cao của loa là đi 27 cm nhé. Loa bát 13. Loa bát 13. Màng sợi Kevlar gân cao su. Thì cái dòng loa này thì là nó cho tiếng đời loa đến ông MA3 này nó cho tiếng bát sâu và tiếng chép nó sáng, trung âm nó cũng sẽ sâu theo cái tiếng bát nhé. Đấy. Nếu như mà cái on QO, nó on QO thì đặc trưng là giải trung âm sáng và giải chép sáng, thì đến ông nó sẽ là giải chép sáng mịn và cái trung âm và bát nó sẽ sâu sâu lắng hơn. Đấy. Thì tùy theo từng cái tai nghe mỗi người thì chúng ta lựa chọn sao cho nó phù hợp với cả cái thị hiếu, sao không phải thị hiếu, gọi là cái thính hiếu, đúng hơn, cái thính hiếu, cả thị hiếu cả thính hiếu nhé, gọi là cả phần nghe phần nhìn đấy, cả phần nghe phần nhìn đúng không ạ? Phần nhìn mình thấy ưng, phần nghe mình thấy ưng thì mình đấy này ok nhá. Thì đôi loa này nó về là vẫn sống đầy đủ đấy. Thôi em cứ test một đoạn nhạc cho các bác nghe thử luôn để các bác biết loa còn sống nhá. Đây để em lấy con đây con âm ly nhỏ nhỏ nào đấy em ghép vào đây xem nào. Đây nhá, con 909 này em ghép với cả cặp đến ông MA3 nhá, hai loa đều có tiếng này. Đây nhá. Đấy. Nói bên phải này. Đấy nhá. Bên bát này. Chép này. Hạn chép đi này. Đấy, nó thấy tối các con thấy không? Đây là chép này này. Đấy nhá.
Đấy thì các bác thấy là loa vẫn chạy bình thường mà bass chép này. Ở đây để cái chế độ mặc định đi. Đấy, ok nha, loa chạy ok này. Thì giá đôi loa này là 1.050.000 nhé. Thì bác nào mua thì bên em. Vâng. Còn gâm ly này là 2.1 này nhé. Cho bác nào cần hỏi gâm ly nhé. Vâng.